Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống lụt bão tại xã Hòa Bắc và một số công trình thủy lợi trọng điểm trên địa bàn huyện Hòa Vang. Cùng đi có đại diện các sở ngành, đơn vị liên quan. Đến kiểm tra hệ thống đập Bara An Trạch và hồ Đồng Xanh Đồng Nghệ tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn lưu ý các sở ngành địa phương về lưu lượng nước trong thời gian này, nhất là khi Đà Nẵng đang có mưa lớn diện rộng nhiều ngày qua. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, nếu lượng nước đổ về khu vực hạ lưu ngày một tăng thì áp lực lên các công trình thủy lợi cũng rất lớn. Vì vậy, đề nghị cần bố trí lực lượng túc trực thường xuyên để bảo đảm an toàn cho hệ thống vận hành xả lũ, khơi thông dòng chảy, không để rác ùn ứ quá lâu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị có phương án đảm bảo an toàn cho lực lượng trực phòng chống bão tại cơ sở. Đồng thời, lưu ý huyện Hòa Vang chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố và các đơn vị liên quan sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm gần sông hoặc trũng thấp, theo dõi chặt diễn biến mưa bão để có thông báo kịp thời và liên tục, ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Nguy cơ là mưa lớn và các thủy điện vận hành điều tiết lũ về hạ du sẽ gây ngập khu vực ven sông, các vùng trũng thấp, khu vực huyện Hòa Vang và nguy cơ gây sạt lở các khu vực đất đá tại khu vực miền núi. Thì thành phố đã ban hành công điện chỉ đạo các địa phương là trực ban và tổ chức theo dõi tình hình mưa lũ trên địa bàn, sẵn sàng triển khai cái phương án sơ tán nhân dân, nhất là các khu vực mà trũng thấp ven sông ở các xã Hòa Tiến, Hòa Khương, ven sông Cô Lê, Cô Đê, Tí Loan, xã Hòa Phú, Hòa Bắc, Hòa Phong, Hòa Liên. Đối với các khu vực sạt lở thì chúng tôi cũng đề nghị các sở ngành, các quận huyện là rà soát các khu vực đóng quân, các khu dân cư, các nơi làm việc để mà sẵn sàng triển khai di dời những cái đơn vị người dân. Kiểm tra tình hình ngập lụt tại xã Hòa Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đề nghị địa phương chủ động di dân tại các khu vực dễ sạt lở, không bị động chủ quan khi thời tiết thất thường như hiện nay. Đồng thời, có kế hoạch đảm bảo đời sống cho người dân, có phương án chống ngập úng cục bộ tại các khu vực đông dân cư.